Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay là một cái video á, mình sẽ chia sẻ rất là nhiệt tình với các bạn luôn này. Và để cho các bạn á, hiểu nhiều hơn về cái công việc của các bạn sẽ qua bên Nhật Bản này làm á, hoặc là những cái vấn đề, những cái tiêu cực, những cái tích cực á, mà các bạn sẽ có những cái người á, họ đã gặp phải ở Nhật Bản này rồi các bạn ấy. Để các bạn cho bản thân của mình á, có nhiều cái kinh nghiệm hơn và chuẩn bị cũng như là trang bị cho bản thân của các bạn á, một số kỹ năng và một số những cái vấn đề á, mà sau này các bạn qua Nhật Bản này các bạn gặp phải á, thì các bạn đều có cái cách và cái hướng để các bạn giải quyết nha các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ luôn. Tại vì các bạn biết vì sao mà tự nhiên mình mới nghĩ ra cái chủ đề này không? Tại vì tuần vừa rồi các bạn thì nhiều bạn có nhắn tin cho mình quá. Và thực sự các bạn ạ, là mình không có thời gian nhiều để mà chia sẻ cho hết nhiều bạn như vậy được các bạn ạ. Thực sự tại lúc mà mình ở Việt Nam á, thì mình cũng như các bạn thôi, là mình có rất là nhiều câu hỏi các bạn ạ, về cái chi phí đi này, rồi sau này á, thì qua bên Nhật này như thế nào, rồi lương thưởng á, họ trả như thế nào, rồi họ tính lương như thế nào á, rồi cái tính mình làm việc á, nó như thế nào, nó có đồng đất sóng thân này không. Nói chung là lúc mà mình ở Việt Nam á, thì mình có rất nhiều cái câu hỏi mà mình muốn được người nào đó, mong được người nào đó giải đáp cho mình cũng như các bạn thôi các bạn ạ. Thực sự mà các bạn cũng là những người trẻ tuổi này, có những anh chị lớn hơn vào nhắn tin cho mình luôn. Và mình thì khi mà đọc tin nhắn của mọi người á, thì mình sẽ cố gắng dành thời gian á, mình sẽ trả lời cho các anh chị. Và những anh chị nào mà có những cái trường hợp nó khó nói quá, khó nhắn tin quá, thì mình hẹn vào cuối tuần, mình dành ra khoảng 15-20 phút á, thì mình trò chuyện trực tiếp luôn các bạn ạ. Thì cái vấn đề gì á, mà các anh chị mà thắc mắc á, thì mình trao đổi theo cái quan điểm của mình luôn, cũng như là những cái gì thực tế ở bên này đang diễn ra. Và tùy vào cái hoàn cảnh của mỗi người nữa các bạn, để mà mình tư vấn và giúp đỡ cho các anh chị. Chứ tại vì mình có nhiều thời gian các bạn ạ, thực sự á, cho nên mình mới làm cái video này chia sẻ với các bạn, các anh chị luôn, là những cái công cụ á, những cái chỗ mà để các anh chị hỏi và tham khảo, để các anh chị rõ hơn ha, về cái cuộc sống ở bên Nhật Bản này, cũng như công việc của các anh chị sẽ làm, cũng như cái nơi, cái tỉnh mà các anh chị sắp tới á, sẽ có dự định qua bên Nhật Bản này làm các bạn nhé. Để mình chia sẻ với các bạn luôn. Tại vì mình chia sẻ cho một người, hai người, ba người, bốn người thì mình có thể làm được các bạn. Nhưng mà nó nhiều người quá thì nó mất thời gian của mình nhiều quá, cho nên mình không có thể làm chia sẻ từng người như vậy được các bạn. Cho nên mình mới làm cái video này. Mình sẽ chia sẻ với các bạn một số cái kênh, một số cái trang mà có những anh chị á, những anh chị đi trước họ làm những cái fanpage, họ làm tạo những cái trang đó các bạn, để giúp đỡ các bạn rất là nhiều luôn. Thì lúc ở Việt Nam thì nhiều bạn cũng chưa biết đâu, nhưng mà khi qua đây rồi thì các bạn sẽ biết nha các bạn. Tại vì ở bên Nhật Bản này các bạn, thì cái lòng tin giữa con người và con người nó gọi là cao sang làm các bạn ạ. Nhất là người Việt Nam với người Việt Nam của mình luôn. Nhiều khi người Nhật Bản với người Việt Nam của mình nha các bạn, mình tin tưởng người Nhật hơn. Tại vì người Nhật họ có đạo đức hơn các bạn ạ, họ có đạo đức hơn nha. Mình không phải so sánh người Việt Nam với Việt Nam của mình, nhưng mà cái lòng tin giữa người Việt Nam và người Việt Nam ở Việt Nam hay ở nước ngoài nữa các bạn, thì rất là khó nói các bạn ạ, rất là khó nói. Thực sự nhá, ngay cả bản thân của mình các bạn này, phát triển bản thân rất tốt này, và học về tâm tưởng các bạn. Mình cũng đọc rất nhiều và cũng học nhiều từ người thầy này người thầy kia, có trả phí nha các bạn. Thì mình cũng không biết người nào lần ra người nào đâu các bạn ạ. Tại vì bên trong của họ, họ suy nghĩ cái gì thì mình cũng chưa biết đâu. Thực sự rất là nguy hiểm, huống chi là các bạn mới ra trải đời này kia nữa ha. Cho nên mình sẽ chia sẻ với các bạn những cái trang này để các bạn tham khảo nhá. Chỉ là tham khảo thôi, cái gì hay, cái gì mà các bạn học hỏi được thì học hỏi nhá. Chứ ở trên những cái trang này cũng có những cái lời tiêu cực, cũng có những cái lời tích cực. Cho nên các bạn hãy lựa chọn ra những cái gì hay để các bạn học hỏi nha các bạn. Cái gì các bạn không biết, chưa biết thì các bạn cứ lên đó các bạn hỏi thôi. Tại vì các bạn, nhiều bạn buổi sáng thì mình dậy ăn uống này kia xong thì còn khoảng 15 phút để trước khi chuẩn bị đi làm thì mình có check lại tin nhắn rồi trả lời comment của các bạn trên cái kênh YouTube của mình. Thì mình thấy có một số bạn nhắn tin lúc 11 rưỡi, 12 giờ đêm này kia. Thì thực sự các bạn, mình đi làm về thì mình ít khi dùng điện thoại lắm. Mình chỉ dùng điện thoại để để làm việc với những cái thầy của mình thôi, thầy mà đang dạy mình á, và thầy mà mọi người mà mình đang học đầu tư được các bạn ạ. Và cuối tuần á, thì mình mới có nhiều thời gian, không có tăng cá, thì mình có thời gian thì mình chia sẻ cho một số bạn ha. Tại vì mình cũng phải đọc sách phát triển bản thân được các bạn, rồi mình học về đầu tư chứng khoán và đầu tư bất động sản này các bạn, mình tìm hiểu rất là nhiều. Và mình những cái buổi á, mình phải học online với những cái người thầy, những người cốt của mình nữa, cho nên mình có nhiều thời gian để chia sẻ với các bạn á. Thì các bạn này, các bạn lên đến cái Facebook á, ha, lên cái Facebook, thay vì các bạn bữa giờ toàn tìm tên Phạm Văn La của mình đúng không, thì bây giờ các bạn gõ cái trang đó là trang cộng đồng Nhật Việt nha các bạn. Mình nhớ không lầm á, thì nó hình như là vài trăm ngàn người theo dõi các bạn ạ, hay là 1 triệu, tới 1 triệu gì đó rồi ạ. Thì tại vì lâu rồi mình không có cập nhật cái thành viên á, nhưng trên đó nó có rất là nhiều các bạn. Bạn cứ gõ ra cái tên đó là cộng đồng Nhật Việt nha các bạn. Cái trang nào á, mà có rất là nhiều người, vài trăm ngàn người các bạn, trên 1 triệu người á, mà theo dõi á, thì các bạn hãy like cái trang đó cho mình nha. Rồi á, các bạn vào đó. Bây giờ này, các bạn đi công ty nào đúng không, thì các bạn gõ: anh chị ơi, em chuẩn bị sang Nhật á, em qua làm cái công ty này, hoặc em chuẩn bị qua bên này đi cái đơn hàng này, đơn hàng xây dựng công ty này, đơn hàng đóng hộp công ty này, đơn hàng vân vân và vân vân. Hỏi các anh chị đó nha các bạn, biết đâu được đúng không, những cái anh chị người ta đi qua bên này sớm rồi á, người ta đang làm công ty đó, người ta tốt và người ta có cái muốn giúp đỡ các bạn á, thì người ta sẽ nhiệt tình, người ta chia sẻ với các bạn ha. Các bạn hãy cứ đón nhận đi, cái gì hay thì các bạn đón nhận nhá. Anh chị nào mà chia sẻ nhiệt tình và có tấm lòng á, thì họ sẽ khuyên các bạn á, nên chuẩn bị cái gì, nên chuẩn bị tâm lý cái gì, và chuẩn bị những cái thứ cần thiết á, để qua bên này. Thì cũng sẽ có người này người kia nha các bạn, nhưng các bạn cứ các bạn đã muốn đi rồi á, thì hãy cứ quyết định đi thôi. Còn ai nói gì thì nói, thì mình trang bị thêm kiến thức, trang bị thêm kỹ năng đó nha các bạn. Rồi á, mức lương rồi là những cái vấn đề khó khăn của cái ngành nghề của bạn á, rồi cái tình của các bạn á, thì các bạn cứ lên đó mà hỏi nha, cứ hỏi nhiệt tình không sao cả các bạn. Rồi các bạn lướt á, lướt trong đó có rất nhiều chủ đề các bạn ạ. Bạn nào thích học tiếng Nhật á, thì lên đó trao đổi tiếng Nhật với những anh chị á, đi trước, những bạn học tiếng Nhật rất là giỏi các bạn nhé. Người Việt Nam của mình rất là nhiều người học giỏi các bạn. Rồi những cái vấn đề mà lừa đảo ở Nhật Bản này các bạn ấy, nào là mua đồ bị lừa đảo này, bị quỵt tiền này, rồi nào là đánh nhau này, giết người này, nào là trộm cướp này, nào là đá tàu này, nào là trốn ra bộ đội này, làm vi phạm pháp luật đó các bạn. Thì trên đó có hết các bạn ạ, trên đó chia sẻ hết nhiệt tình luôn. Các bạn vào đọc ha, đọc được comment nữa thì càng tốt nha các bạn. Tại vì khi các bạn đọc comment á, thì có rất nhiều ý kiến trái chiều khác nhau, thì đó là những cái tầng lớp, những cái suy nghĩ của mỗi người đó. Các bạn vào đọc thì các bạn thấy cái gì hay, các bạn thấy cái gì nó mà gọi là gì, không vi phạm pháp luật này, không vi phạm đạo đức, thì các bạn học hỏi và lấy cho bản thân của mình ha, trang bị kiến thức cho các bạn luôn. Đấy, đó là cái trang mà các bạn nên theo dõi và học hỏi nha các bạn. Còn nhiều trang khác nữa, nhưng cái trang này là trang lớn nhất của cộng đồng người Việt Nam ở Nhật Bản nha các bạn. Đấy là mình chia sẻ với các bạn luôn, để nó đỡ các bạn. Các bạn lên đó hỏi thôi, là cái gì trên đó cũng có luôn. Thì mình cũng thỉnh thoảng á, cũng lên đó hay cập nhật các bạn. Tại vì mình ở bên này, mình sống ở đây, và mình cập nhật và mình đọc báo của bên này nữa các bạn. Thì mình mới biết cái gì là chính xác, cái gì là không chính xác nha các bạn. Có nhiều cái tin giả nó cũng chia sẻ lên đó, nó cũng đăng lên đó các bạn. Cho nên các bạn đọc tin thì các bạn cũng cần phải lọc nha, cũng phải lừa ra. Các bạn cứ đọc thôi, đọc lâu một thời gian thì các bạn biết tin nào sẽ là tin rác, tin nào sẽ là tin bẩn à các bạn nhé. Người nào mà người ta có tấm, có đạo đức thì người ta sẽ chia sẻ cái nguồn mà người ta đọc được và người ta lấy ra và chia sẻ cho các bạn luôn nhé. Còn nhiều người họ còn chế ra luôn các bạn, họ lấy từ những cái trang báo uy tín của Nhật Bản á, trang báo bằng tiếng Nhật nha các bạn, họ còn chỉnh ra, rồi họ có nhiều cái video á, họ còn dịch sai cho các bạn nữa kìa. Tại vì nhiều bạn đâu phải tiếng Nhật khó chứ các bạn, họ còn dịch sai cho các bạn nhá. Họ nói tiếng Việt, tiếng Nhật thì đúng như vậy các bạn, nhưng mà họ dịch ra tiếng Việt á, họ dịch sai cho các bạn hiểu nhầm cái ý đi, nó cũng đau đớn như vậy lắm các bạn. Cho nên thôi, tại vì bây giờ các bạn nhiều cái các bạn chưa biết thì các bạn cứ lên cộng đồng đó ha. Thì nhiều cái trường hợp á, lừa đảo mất tiền rồi là lừa đảo thẻ ngân hàng ở đây bên kia các bạn rất là nhiều luôn, rồi là chuyển tiền tay 3 tay 4 này kia rất là nhiều luôn, thì các bạn lên đó học hỏi ha. Đấy, hôm nay là mình chia sẻ với các bạn cái trang mà các bạn cần quan tâm ha. Còn các bạn á thì có cái vấn đề gì mà khó khăn á về chuyện đi Nhật này thì hãy cứ nhắn tin cho mình nhá, cứ nhắn tin cho mình đi, rồi khi nào mình rảnh á mình sẽ rep comment và trả lời cho các bạn ha. Chứ các bạn không cần phải kết bạn với mình đâu, các bạn cứ nhắn tin cho mình thôi và mình sẽ đọc các bạn ạ. Mình sẽ đọc và mình sẽ hồi âm cho các bạn, cái gì mình biết thì mình sẽ chia sẻ với các bạn, cái gì mà mình chưa biết á thì mình sẽ hỏi một số người mà họ biết để giúp các bạn ha. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều nhé và chúc các bạn thật nhiều sức khỏe. Ngày mai có lương rồi các bạn ạ. Ngày mai có lương rồi á mình sẽ mà thôi mai mình sẽ mượn một cái bảng lương của một đứa em của mình ở trong xưởng của mình luôn, hoặc là một cái bảng lương mình sẽ che tên lại các bạn ha. Chứ nhiều khi mình quay bảng lương của mình á, nhiều bạn bảo là mình khoe này kia nữa, nhưng mà thực ra là mình vừa chia sẻ cái bảng lương của mình cho các bạn biết á, những cái thông tin gì nó ghi trong cái bảng lương đó và cái cách tính tăng ca của họ á, là như thế nào, rồi cả đêm thì phụ cấp thì như thế nào luôn á, để cho các bạn hiểu thôi. Chứ còn thực ra tiền của người nào làm thì người đó hưởng các bạn, đúng không? Tiền người nào làm thì người đó hưởng, chứ không có cái chuyện mà khoe khoang hay gì cả. Đó, mình muốn chia sẻ với các bạn như vậy luôn. Hồi trước mình ở Việt Nam á, mình xem á, một số anh á, chia sẻ thì có một số người á, thì lương nó thấp 8 lạ 10 lạ các bạn. Còn mình chia sẻ có mấy anh á, họ chia sẻ lương của họ, công việc của họ á, ở bên này tăng ca nhiều tốt, có người lương tháng 30 triệu 40 triệu thì đó cũng như là một cái động lực cho mình để cố gắng á các bạn. Chứ nhiều khi các bạn cứ nghe cái mức lương thấp tẹp như thế này mãi á, bạn chán chứ, sao không chán được, đúng không? Cho nên cũng phải có cái động lực để mà phấn đấu chứ. Cảm ơn các bạn rất là nhiều nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.